chạy ra thì thấy là khói lên nghi ngút và là thấy bên Kinh Nghiêm là bắt đầu là những mảnh vỡ ở phía trước sân của Kinh Nguyên, những bảng quảng cáo là bắt đầu là có hiện tượng là rơi xuống từng mảnh. Chúng tôi là kịp thời báo cho là bộ phận công an chữa cháy và bên phía của là điện lực để cắt điện. Khi mà lực lượng chữa cháy về thì vì do cháy nên đã mất điện, mà phía trước của cái siêu thị là ba cái cửa cuốn nên khi mất điện thì cửa không mở được, nên tôi phải triển khai cái lực lượng cứu hộ, tức là chặt toàn bộ cái cửa ra và nâng cửa lên, đồng thời triển khai một cái mũi lồn sâu vào bên trong để bảo vệ hàng hóa không cho lan xuống tầng một, đồng thời là triển khai lực lượng kết hợp với bên chỗ siêu thị Kim Nguyên và cảnh sát 113 bảo vệ hàng hóa, vừa chuyển hàng hóa ra đến đâu thì bảo vệ đến đấy.